Cho anh về việc ngăn chặn Huawei cung cấp 5G, cảnh báo từ phía Hoa Kỳ cho rằng, nếu Huawei triển khai mạng 5G ở Anh thì việc chia sẻ thông tin tình báo của Hoa Kỳ có thể gặp rủi ro và không có cách nào anh có thể giảm thiểu rủi ro an ninh từ một mạng lưới như vậy. Anh hiện đang cân nhắc xem có nên sử dụng thiết bị Huawei như một phần của cơ sở hạ tầng 5G hay không. Những người ủng hộ sử dụng thiết bị của Huawei thì lập luận rằng, thiết bị của Huawei có thể được sử dụng ở các khu vực không quan trọng để giữ an toàn cho mạng lưới. Nhưng Mỹ cảnh báo rằng những tác động của việc phát triển lên công nghệ 5G chưa được hiểu rõ, nên biện pháp tốt nhất và an toàn nhất là nên tránh xa việc sử dụng các thiết bị của Huawei, vì một số thiết bị đã được lắp đặt, nên các công ty cảnh báo rằng lệnh cấm hoàn toàn sẽ trì hoãn việc triển khai 5G và tiêu tốn hàng trăm triệu bảng. Bên cạnh đó sẽ ảnh hưởng đến cam kết của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong việc sẽ phủ sóng mạng 5G cho hầu hết các vùng trên lãnh thổ Anh vào năm 2027, trong một phát biểu vào tháng 9 năm 2019. Các sĩ quan tình báo Anh nói rằng không có gì Hoa Kỳ biết về Huawei mà anh không có. Còn Andrew Parker, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa MI5, nói với thời báo tài chính trong tháng này rằng ông không có lý do gì để tin rằng việc chia sẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ sẽ bị tổn hại bởi quyết định cho phép Huawei tham gia triển khai mạng 5G. Trong khi đó, văn phòng của thủ tướng Anh Boris Johnson chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này. Huawei đã trở thành mục tiêu cho căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về chính sách thương mại và an ninh. Khi Washington đe dọa trả thù bất kỳ chính phủ nào cho phép thiết bị của Trung Quốc triển khai vào các thành phần của mạng 5G, một mạng thông tin di động cực kỳ quan trọng,